bóng dài đèn soi bước chân dìu em qua thị trấn theo những ngày đánh trận đưa nhau về đời chân quen đá xoài nên ngày đêm tối xa lầy vùng mã quái liêu lính trận ngược xuôi đó đây tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố này hai năm miền xa thương yêu khắc khoải bạn bè cả bộ này là 9.500.000 các bác nhá, gồm có loa và thất âm ly và thất radio phía trên. Những nhân vật chính trong video này thì cả muốn quay để báo giá như là giới thiệu các bác đôi loa Technic NV6 này giá 6 triệu, à giá 5.500.000 xin lỗi nha, âm ly và này cái này là 4.500.000 còn đôi loa giá 5.500.000 giá tại cửa hàng. Đôi loa NV6 nó là một mã loa nổi tiếng của hãng Technic cho nó nha, bát màng trống, mít màng trống, tép màng trống luôn, loa đẹp không một điểm chê. Với một đôi loa cũ như thế này là không điểm chê luôn. Loa cao 60, bề ngang là 36, còn chiều sâu là 30. Ba đường tiếng 325. Như thùng nó to như bát 30 của những hãng khác các bác nhé. Đây nó đẹp hay không thì anh em nhìn mặt sau mặt trước là anh em sẽ biết được ngay nhé. Không có một vết gì luôn về lở loét hoặc gì là phai màu sơn. Rất ít khi những đôi loa nó đẹp như thế này đấy các bác nhé. Về thông số thì loa 8 ohm 75W là trung bình, còn mắc là 120W sản xuất tại Nhật Bản, Japan. Chưa mở một con ốc, anh em lưu ý nhé, thùng gỗ lại. Các bác chỉ cần ghép con âm ly tầm khoảng 4 triệu, như cửa hàng đang phối ghép đây, hai món này là 4 triệu. Với đôi loa là các bác có thể chơi luôn. Tôi lĩnh trận ngược xuôi đó đây vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố này hai năm miền xa thương yêu khắc khoải bạn bè ai biết chờ. Bộ âm ly này thì cửa hàng đã về trước và đã quay clip rồi, anh em nào có thể xem thêm, còn cửa hàng đặt vào đây để quay cùng với đôi loa này để báo giá cả bộ nếu anh em nào tham khảo nhé. Âm ly này chạy xò than 2 vít, khỏe tiếng 2 và đẹp như mới luôn. Cái bộ này cả loa cả âm ly đều thuộc dạng xuất sắc, chính vì vậy mà cửa hàng mới đặt nó vào nhau để cho những bác nào thích những cái mẫu hàng đẹp nhất có thể thì là tham khảo. Và mức giá là chuẩn từng nghìn các bác nhá, chuẩn từng nghìn luôn, cả báo giá là giá bán chứ không có giá xê dịch đâu. Xin cảm ơn.